Mến chào quý Phật tử. Kim Toàn rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuỗi bài tập yoga dành cho Phật tử cùng với Kim Toàn. Bài ngày tiếp theo, trong chuỗi bài 7 bài ngày tiếp theo nhé, Kim Toàn sẽ làm một cái liệu trình 7 buổi tập để chữa bệnh đau cổ, vai gáy, khó ngủ, mất ngủ, rối loạn tiền đình và máu huyết tuần hoàn kém, thoái hóa đốt cổ, đủ thứ, có cả thoát vị nữa. Và ngay sau đây mời các bạn tập luôn cùng với Kim Toàn động tác đầu tiên nhé. Rồi đan 10 ngón tay vào nhau, nâng cao vai của mình lên, rút dài cột sống và hơi lắc lư nhẹ cái vai của mình về trước, đồng thời đẩy nhẹ lên trên. Cố gắng giữ thật tĩnh nhá. Đa phần những cái người đau cổ vai gáy đấy, có thể là do các bạn lao động và làm việc ở trong các cái ngành nghề liên quan đến cúi nhiều, hoặc là viết lách hay là máy tính, hoặc đơn giản chỉ là sử dụng điện thoại nhiều. Trong những năm gần đây thì những cái người mà sử dụng điện thoại để lao động, làm việc và kiếm tiền cũng như là học tập ngày càng tăng. Trước đây thì không có nhiều, đa phần những người đau cổ vai gáy trước đây chỉ là những người làm văn phòng thôi, cán bộ công chức nhà nước. Nhưng bây giờ thì người dân bình thường cũng bị rất là nhiều. Lý do đơn giản thì vừa rồi Kim Toàn đã chia sẻ liệt kê rất là nhiều, đúng không? Và các bạn bị cuốn vào trong cái quá trình lao động làm việc của mình, hoặc học tập, hoặc chỉ đơn giản là nghịch và lướt top top Facebook chơi cho nó vui thôi. Ban đầu thì triệu chứng nó không có gì nhiều cả, rất là khó có thể là cảm nhận thấy. Chủ yếu là do cái vai của các bạn sẽ bị một bên cao, một bên thấp, hoặc là một tay to, một tay nhỏ, hoặc một vai to, một vai nhỏ, hoặc là cái lưng của các bạn một bên cao, một bên thấp. Khi mà các bạn lao động làm việc đấy, một phần do chúng ta sinh hoạt ở trong cái môi trường mà nhiều người giống chúng ta, dẫn tới là chúng ta cũng không có được cái điều kiện để mà có cái cơ hội so sánh đo lường cái sự thay đổi và khác biệt cơ thể của mình. Chỉ có những người giống như Kim Toàn này, nhìn và hiểu vấn đề thì mới có thể chia sẻ giúp cho các bạn biết cái điều đó nhé. Rồi buông tay của mình xuống, đan 10 ngón tay vào nhau, bẻ cong cột sống của mình về trước này, đẩy cao cái tay của mình lên, rất là dễ đúng không? Động tác này tác động vào các cái nhóm cơ ở hai bên vai, đặc biệt là đầu cầu vai ở phía trước. Trong quá trình các bạn tập và giữ tĩnh, thường Kim Toàn sẽ để cái thời gian tầm khoảng trên dưới 1 phút, có lẽ là nhiều khi đến vài ba phút tùy vào động tác khó hay dễ. Không hề khó làm nhé, đau nhưng mà rất là xứng đáng để chúng ta tập luyện đấy. Và lợi ích thu được thì sẽ rất là bền lâu. Hầu hết tất cả những cái giải pháp mà các bạn đang có bây giờ chủ yếu có thể đến từ massage, vật lý trị liệu, hoặc là các loại thuốc, thực phẩm chức năng, hay đơn giản là các bạn đi phẫu thuật. Phẫu thuật nhé, nhiều trường hợp là đi phẫu thuật đấy. Tuy nhiên đấy chỉ là chữa phần ngọn, còn phần gốc của vấn đề chính là chúng ta tìm ra cái nguyên nhân. Và các bạn chỉ cần cùng với Kim Toàn đi tìm hiểu nguyên nhân, rồi sau đó chúng ta hiểu vấn đề và chúng ta thay đổi cái nguyên nhân đó, thì tự khắc cái tình trạng sức khỏe của chúng ta sẽ được thay đổi theo cái hướng tích cực nhé. Giữ thật tĩnh nào. Thường thì chúng ta sẽ giữ tĩnh tầm khoảng 3-40 giây sau thì bắt đầu cái cơn tê tê nó tới. Và cơn tê nó tới thì các bạn biết rồi đấy ạ, là do máu huyết của chúng ta bị ách tắc và không lưu thông được mạnh mẽ. Do cái lượng vận động thì nó tăng cao, nhưng mà cái lượng máu huyết lưu thông thì không được nhiều, dẫn tới là chúng ta bị tê tay. Tuy nhiên thì đừng có quá lo nhé. Theo thời gian chắc là chỉ còn vài chục giây sau thôi, chứ chẳng phải nhiều thời gian đâu. Ngay trong cái lúc mà tư thế chúng ta đang giữ thì khó chịu, nhưng buông ra thì đã dễ chịu hơn rất là nhiều rồi. Và mỗi bài tập thay đổi thì chúng ta lại tăng trưởng sức khỏe của mình lên một chút. Thôi buông tay xuống. Rồi, với dài tay của mình sang hai bên này, dài tay sang hai bên, xoay căng cái cổ của mình sang bên trái, tức và chối nhé. Rất nhiều cô chú anh chị là do các bạn, các cô chú anh chị đấy, mình sử dụng một tay nhiều quá. Có thể là một tay trái mình cầm điện thoại, hoặc là tay phải, hoặc mình ngồi nghiêng người về một bên, dẫn tới là khi chúng ta xoay cái cổ của mình đấy, xoay cái cổ này của mình sang bên trái, thì mình thấy rằng là khá ổn nhá. Nhưng lát nữa thì mình quay sang phải, mình sẽ đo lường thấy rằng là cái cổ bên phải của mình nó bị tức, thậm chí là đau và chối, khó chịu lắm. Đó, không sao nhá. Từ từ vừa tập và chúng ta vừa tìm hiểu cơ thể của mình, giống như là chúng ta đi sửa, đi chữa cái xe máy đấy. Và mình bây giờ đây là người thợ sửa chữa những cái bộ phận nó đang xô lệch cơ thể của mình, nó đang xô lệch trong cơ thể của mình nhé. Và quan trọng nhất là chúng ta phải đo lường được xem cái tình trạng xô lệch đó nó là khoảng bao nhiêu phần trăm. Có nghĩa là các bạn đang xoay sang trái này thì các bạn cố gắng ước lượng được xem nó đau khoảng 30% nhé. Giả thiết nó đau 30% đi, 40% đi,
lát nữa thì mình quay sang phải, mình để ý xem rằng là nó có bị đau 89 hay là 100% không. Rồi đổi bên này, chậm rãi đụng đỉnh thôi, căng nhá. Đúng rồi. Rồi các bạn có thấy rằng là khi mà chúng ta quay cái cổ của mình sang bên phải đấy, có thấy nó tức hơn không, nó chối hơn không, hay nó khó chịu hơn không, đúng không ạ? Rồi khó chịu hơn thì có nghĩa là đang xô lệch đấy. Xô lệch thì chúng ta có ý thức tập trung nhiều vào cái bên xô lệch một chút. Và cái chuỗi bài tập này thì các bạn có thể tập được ở bất kỳ đâu, không quan trọng lắm đâu, mình tập ở đâu cũng được, không quá quan trọng nhá. Càng tĩnh càng tốt, càng chặt chẽ thì càng tốt. Trong trường hợp các bạn cảm thấy rằng là quá vội vã và không có nhiều thời gian cho việc tập luyện, chúng ta dành quá nhiều thời gian cho các công việc và các thứ tự ưu tiên khác, thì các bạn cũng lưu ý với Kim Toàn rằng là làm cái gì cũng phải có cái liệu trình. Và liệu trình uống thuốc cũng vậy, 5 đến 7 ngày sử dụng kháng sinh, liệu trình chữa trị hay vật lý trị liệu, cái gì cũng vậy, hay chỉ đơn giản là tập luyện yoga cùng với Kim Toàn cũng phải có liệu trình. Liệu trình của Kim Toàn trong chuỗi bài tập này là 7 buổi, mỗi buổi khoảng 30 phút tập luyện. Dễ chưa? Quá dễ nữa đúng không? Sẽ giúp các bạn chữa khỏi gần như là hoàn toàn bệnh đau vai gáy, mất ngủ, khó ngủ, rối loạn tiền đình, dễ vô cùng luôn, đúng không? Chỉ cần làm theo mỗi ngày nửa tiếng thôi, và trong khoảng 7 buổi thôi, rất là đơn giản thôi, xoay lại. Đúng rồi, tiếp tục này, đan 10 ngón tay vào nhau, nâng cao vai lên, cố gắng nâng cao cái ổ khớp vai của mình lên nhé. Đồng thời hơi đẩy hai tay về phía sau này, đúng rồi, đẩy cái tay của mình về phía sau đầu. Có thể là ban đầu thì các bạn cảm thấy rằng nó chối, nó tức ở cái ổ khớp vai, và nhiều khi thì các bạn cũng không quá quan tâm đến cái việc là cái ổ khớp vai của mình nó cứng đâu, mình cứ tập thôi, đúng không? Và các bạn thấy rằng là cứng thì chắc là không ảnh hưởng gì nhiều, tuy nhiên ở đâu đó cứng đấy, mà đặc biệt là các cái ổ khớp chính của mình mà nó bị dính, nó cứng đấy, dẫn tới là máu huyết không lưu thông được, và thịt thì cứng và dai lại nhé. Theo thời gian dài thì bắt đầu tổn thương các cái ổ khớp xương, và khi cái tình trạng nó nặng quá rồi thì chúng ta rất là khó để có thể cải thiện được sức khỏe của mình bằng một cái nguồn lực nhỏ nhất. Có nghĩa là khi mà các bạn chỉ hơi bị đau mỏi một chút xíu ấy, thì các bạn chỉ cần tập chơi chơi thôi, 7 cái buổi cái liệu trình mà Kim Toàn đang chia sẻ cùng với các bạn này, thì nó vô cùng đơn giản, hồi nhanh lắm, đúng không? Nhưng nếu như mà các bạn để nó nặng quá, tình trạng sức khỏe của bạn nặng quá đến cái ngưỡng mà nó khó ngủ và mất ngủ đấy, thì các bạn phải tập nhiều lần hơn. Có nghĩa là có thể là một ngày tập 2 lần và tập đi tập lại 5-7 lần. Một liệu trình thì có 7 buổi, nhưng chúng ta phải tập đi tập lại 5-7 lần, thậm chí là nhiều hơn, thì mới cảm thấy có sự thay đổi. Và sự thay đổi thì các bạn cố gắng đo lường nhé. Bữa ngày hôm trước mình tập thì có thể là mình cảm thấy dễ chịu, thoải mái, nhưng ngày hôm sau thì mình cảm thấy rất là đau, tại vì cơ mình bắt đầu nó giãn và rách ra, nó đau. Nhưng đừng có lo nhé, sau khoảng tầm 5-6 buổi sau thì chúng ta lại hết đau hoàn toàn, đồng thời là chúng ta cảm thấy rằng là sức khỏe mình tiến bộ rất là nhiều. Nhưng vẫn luôn luôn lưu ý là thay đổi là thay đổi bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như ngày hôm đầu thì các bạn thấy nó làm sao, nó đỡ đau đi khoảng tầm 10%. Ngày hôm sau nữa thì chúng ta cảm thấy nó đau hơn một chút, có thể là thành 12-13%, nhưng không phải là đau cái tình trạng bệnh của mình, mà là đau do đau cơ. Nhưng tầm 3-4-5 hôm sau thì các bạn lại thấy rằng là cái cơn đau mỏi cổ vai gáy và khó ngủ của mình nó dịu đi tầm 40-50%. Và tập đến cái liệu trình thứ hai là cái bắt đầu từ buổi thứ 8 đấy, cho đến buổi thứ 14, hết buổi thứ 14, có nghĩa là liệu trình lần thứ hai thì các bạn thấy rằng là nó giảm đi có lẽ là phải đến 60%. Vậy thì tốt quá, tội gì chúng ta không lặp lại thêm vài lần nữa, đúng không? Rồi chúng ta trái sang ngang này, với dài tay nhá. Rồi vươn kéo căng cái lách của mình nhá, giãn cái lách của mình nhá, hướng sự chú ý vào trong cái lách này, nâng cao, kéo giãn toàn bộ cánh tay của mình sang bên trái. Hít thở thì các bạn cứ thở bình thường thôi, đừng quá để ý vào cái việc hít thở làm gì cả. Trong cái quá trình tập cùng với Kim Toàn thì có một số bạn thì rất là quen thuộc với cách tập của Kim Toàn rồi, thì cũng không cần phải giải thích nhiều nữa. Tuy nhiên thì có một số bạn mới, tại vì Kim Toàn bắt đầu đáp ứng nhu cầu, có những cái chuỗi bài tập đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trong cái quá trình các bạn tập đấy, thì các bạn thấy rằng là mình có thêm cái nhu cầu gì thì các bạn cứ nhắn tin vào trong cái kênh của Kim Toàn, hoặc là comment ngay vào trong cái video mà các bạn đang tập đó, rằng là bạn có vấn đề gì,
Ví dụ như thầy ơi, tôi có cái vấn đề về đau bụng hoặc đau đầu hay là đau lưng, đúng không? Đau gì đó tùy. Thầy có những cái bài tập nào đó để có thể giúp tôi cải thiện hoặc là chữa trị cái vấn đề đó không? Thì Kim Toàn có rất là nhiều nhá. Kim Toàn là một chuyên gia mà. Một chuyên gia nhá, chứ không chỉ đơn giản là một huấn luyện viên đâu. Và các bạn có thể theo dõi tìm hiểu, Kim Toàn là người viết ra 2 cuốn sách. Và cuốn sách Giáo trình Yoga trị liệu là cuốn sách đầu tiên ở Việt Nam mà Kim Toàn viết ra. Có nghĩa là Kim Toàn làm việc có sách vở đàng hoàng và là một chuyên gia viết sách ra và làm việc theo sách của mình nhá. Rồi bình tĩnh, đặt tay xuống, tay phải xuống này, chúng ta với dài ra một chút. Tiếp tục lật ngửa người của mình lên, hướng sự chú ý vào phần dưới lách, nách của mình này, nâng cao cái lách đó lên, đúng rồi, căng và rát, đúng không? Càng rát thì hiệu quả càng cao. Tĩnh, căng, rát, chắc, tĩnh, căng, đúng rồi, càng tĩnh càng căng càng tốt. Cứ đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái nhá. Thật đơn giản, thật nhẹ nhàng. Hít thở tự nhiên, bình thường. Hướng sự chú ý vào sâu trong cái lách của mình. Tách giãn cái cánh tay của mình, vươn thật nhiều sang bên phải. Càng đau thì hiệu quả càng lớn. Cái quá trình mà mình kéo giãn da thịt của mình ra đấy thì cũng giống y xì như khi mình đi bóp. Có ai đó là đang bóp vai gáy cho mình hoặc là bóp cánh tay cho mình, có đúng không? Ai nhà mà có điều kiện tốt thì các bạn có thể là ra ngoài hàng hoặc các cái trung tâm vật lý trị liệu nhờ họ chăm sóc cho mình. Còn trong gia đình của mình thì ai đó mà rỗi rãi, ví dụ như có 2 ông bà hoặc là 2 vợ chồng, thì thôi chồng bóp cho vợ, vợ bóp cho chồng thì cũng khá là thú vị, có đúng không? Tuy nhiên thì do bây giờ đời sống khá là bận rộn, đồng thời là mọi người cũng còn phải dành nhiều cái thời gian để chăm sóc bản thân mình nữa, và cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc cho người khác. Thành ra là chúng ta đều hầu hết đều phải tự chủ động thôi. Ai mà có điều kiện tốt thì được chăm sóc ở ngoài các cái trung tâm, còn mà điều kiện kinh tế hạn chế thì có lẽ các bạn phải tự tập thôi. Tự tập thôi. Và đây là cái giải pháp tốt nhất nhé. Không phải là chúng ta tự tập mà cái lợi ích nó ít đâu. Lợi ích vô cùng lớn luôn đấy. Thôi, bình tĩnh, đặt tay vào hông lên. Rồi xoay người sang trái này, bước lùi 2 cái chân của mình về sau. Thế con rắn, đúng rồi. Nâng cao, kéo dài cái cổ của mình lên. Dựng 2 bàn chân nhé. Động tác rất là dễ. Tĩnh nhá, xòe rộng bàn tay ra, nâng cao người lên. Động tác này thì đa phần mà cô chú anh chị đều hướng cái sự chú ý vào bẻ cong cái cuộc sống về sau, đúng không? Tuy nhiên đây là bài chủ trị, chữa trị cho bệnh đau vai gáy, khó ngủ, mất ngủ, máu huyết tuần hoàn kém. Thì cô chú anh chị tập trung hướng cái sự chú ý vào cái ổ khớp vai của mình này, đẩy cao toàn thân của mình lên, đúng không? Đồng thời hướng cái gương mặt của mình lên trên, kéo giãn toàn bộ cột sống, vai gáy cổ của mình lên trên, đúng không? Ngoài ra thì trong đời sống hàng ngày nhá, nếu như có thể nhá, thì cô chú anh chị luôn luôn giữ cái trạng thái cơ thể của mình là ngồi thẳng cái lưng của mình lên, ngồi thẳng cái lưng lên, chứ đừng là mình có lù khà lù khù. Thì hiệu quả nó sẽ là vô cùng lớn. Có nghĩa là chúng ta tập luyện thì chúng ta cố gắng làm sao ứng dụng cái cách tập luyện vào đời sống hàng ngày và thói quen sinh hoạt vận động hàng ngày để có thể tìm ra được nguyên nhân, mà thực sự là nguyên nhân không phải dẫn đến là cơ thể chúng ta nó già nua, nó não hóa đâu, mà là do chúng ta lao động, làm việc, vui chơi, giải trí sai cách, phản khoa học, dẫn tới là bị bệnh nghề nghiệp. Các cụ có câu rồi, nghề đi đôi với nghiệp mà. Nhiều người đôi khi cũng chỉ là cầm cái điện thoại thôi, nhưng mà có cái nghiệp gọi là nghiệp lướt top Facebook, Zalo, hoặc là nghiệp xem YouTube, cứ cầm cái điện thoại nằm nghiêng người mình sang một bên ấy, xem có năm suốt tháng, dẫn tới là cả một cái mắt của mình nó cũng bị yếu đi. Các bạn cứ nằm nghiêng về một bên mà cầm cái điện thoại mà xem TV nhiều quá đấy, cũng dẫn tới là làm sao ạ? Cái mắt của chúng ta tăng độ cận ở cái bên đó lên. Ví dụ các bạn cầm điện thoại tay trái thì sẽ nằm nghiêng người mình sang bên trái, đúng không? Xem cho nó dễ, dẫn tới là một mắt chúng ta máu huyết nó lưu thông kém, và rồi chúng ta bị xuống cấp cái mắt bên đó. Rồi, thì cho cho mình nâng người lên, đè về. Rồi, cố gắng giữ thẳng 2 cái chân và thẳng 2 cánh tay của mình ra nhé. Động tác không khó đâu, dễ cực kỳ luôn. Thứ rất tĩnh nhá. Tĩnh. Mỗi động tác thì chúng ta sẽ giữ tĩnh trong vòng khoảng tầm hơn 1 phút. Tùy từng động tác thì Kim Toàn sẽ giữ nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên thì bài này thì Kim Toàn tập trung chủ yếu vào
nhu cầu cho những bạn mà có các vấn đề liên quan đến đau cổ vai gáy, khó ngủ, mất ngủ, tuần hoàn kém, nhiều khi còn rối loạn thần kinh thực vật nữa cơ. Đúng không? Càng tĩnh càng tốt nhé. Nhiều người đau quá không chịu được, buộc phải đi bệnh viện đấy. Mà đi bệnh viện thì các bạn cũng chỉ là chữa phần ngọn thôi. Còn hàng ngày về chúng ta vẫn ngồi gù lưng, vẫn làm sao, vẫn lao động và làm việc ngồi gù lưng, vẫn đau cổ vai gáy. Cái nguyên nhân nó còn đó thì các bạn có chữa thế chứ nữa, chứ đi chữa lại thì cũng đến vậy thôi nhá. Cố gắng giữ thật tĩnh này. Càng căng càng chắc, tĩnh càng tốt. Căng chắc và thật tĩnh nhá. Đúng không? Rồi, duỗi người ra thì con mèo nhá. Hạ cái gối xuống này. Hạ gối xuống. Rồi, từ từ này. Làm sao cho cái đầu gối, cái mông của chúng ta nó chống vuông góc mặt thảm. Đúng rồi. Cố gắng nhá. Đối với những người đau cổ vai gáy đấy thì cái cổ của các bạn không chắc đã chạm được xuống sàn đâu. Và cái lách của các bạn lại càng không chạm được xuống sàn. Thì Kim Toàn làm tới tới thôi. Có nghĩa là làm không cần phải đẹp lắm. Để các bạn nhìn vào thì các bạn sẽ thấy rằng là dễ thực hiện. Đúng không? Các bạn có thấy rằng là Kim Toàn với dài hai tay về trước này. Đúng không? Và cố gắng kéo giãn cái ổ khớp vai và lách của mình về phía trước. Đúng không? Kéo giãn đi, kéo giãn đi. Rồi. Cái cổ của chúng ta nó càng đau, càng rát thì hiệu quả nó càng lớn. Tuy nhiên thì có một số bạn bị đau quá đấy, thì các bạn phải lựa nhá. Tập vượt sức của mình thôi. Chứ không phải là ai bắt chúng ta phải tập bằng hết sức của mình đâu nhá. Lựa. Chúng ta làm sao mà tập với thấy nó thoải mái, nó hài lòng một chút là được. Còn trong trường hợp mà các bạn tập thấy rằng là khó quá, có lẽ là cái kỹ năng vận động của các bạn hơi kém, thì các bạn có thể là inbox Kim Toàn rằng thầy ơi, tôi muốn có một vài cái buổi tập để có thể tự tập được. Tôi muốn thầy hướng dẫn một vài buổi tập. Thì Kim Toàn có rất nhiều các cái lớp Zoom. Và lớp Zoom thì kinh phí rẻ cực kỳ luôn. Có 500 nghìn một tháng thôi. Và Kim Toàn cũng không thu cả năm hay là cả quý gì cả. Cô chú anh chị cứ tập chán, khi nào đó đóng tiền cũng được, không có quan trọng, đúng không? Hàng ngày thì Kim Toàn vẫn dạy trên các lớp Zoom đó. Và cô chú anh chị sẽ rất dễ dàng tập luyện khi mà có thể tập riêng với Kim Toàn trong lớp Zoom cùng với các cô chú anh chị khác nhé. Chứ không phải tập một một với Kim Toàn đâu. Và sau khoảng tầm nhiều lắm là một tháng thôi là cô chú anh chị hoàn toàn có thể tự tập được rất là dễ luôn. Rồi nhổm dậy này. Đúng không? Chúng ta kỳ cái mặt của mình xuống sàn. Rồi nằm sấp, co hai chân của mình lại. Rất là dễ này. Túm nhá. Rồi đạp hai cái chân về sau. Hai tay duỗi thẳng ra. Đó. Lên được đến đâu hay đến đó không quan trọng. Giữ tĩnh nhá. Đúng rồi, Kim Toàn làm tốt tốt lên một chút để cô chú anh chị nhìn thấy rằng là nó có năng lượng. Trông có năng lượng nữa. Nhưng không sao, giữ thật tĩnh này. Hít thở tự nhiên bình thường thôi, không quan trọng nhá. Hít thở tự nhiên bình thường, giữ thật tĩnh. Giống y xì như chúng ta massage bấm huyệt thôi. Đây là chúng ta tự massage, tự bấm huyệt cho mình, đúng không? Và đây là một cách rất là chủ động, không phiền đến ai cả. Mình đau, mình mỏi, mình mệt, thôi mình tự chăm sóc cho mình thôi. Đây là cái cách tuyệt vời nhất, chứ không ai chăm cho mình đâu. Ai đó mà may mắn có được cái điều gì đó tuyệt vời để chăm người khác ấy, để người khác chăm mình ấy, thì thực sự là các bạn phải có một cái gì đó mà người ta cần, thì người ta mới có thể làm sao đổi cái việc đó cho các bạn. Ví dụ như các bạn đưa tiền cho Kim Toàn hoặc là cho bác sĩ, thì bác sĩ người ta cần tiền và người ta sẽ chữa trị cho các bạn. Hoặc đơn giản là vợ hay chồng của các bạn bóp đấm cho các bạn, thì các bạn phải đổi lại bằng cái gì chứ. Chứ không phải là mình cứ thích là mình ép người ta phải phục vụ mình đâu, có đúng không ạ? Rồi hạ xuống. Tiếp tục này. Tay chống ngang eo thì con rắn tiếp. Lần này thì các bạn úp cái mu bàn chân của mình xuống nhá. Lần này thì úp cái mu bàn chân của mình xuống. Đúng rồi, xòe rộng bàn tay ra. Cũng nâng cao cái vai, đừng để nó sụt như này. Đây là sụt này. Sụt đây là làm sai nhá. Làm sai. Còn đây là làm đúng này. Làm đúng nhá. Nâng cao vai của mình lên. Rất là dễ thực hiện đúng không? Chuỗi bài tập này thì Kim Toàn làm rất là nhẹ nhàng. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và hiệu quả chắc chắn là cực kỳ cao. Nhưng lưu ý là chỉ dành riêng cho những người đau cổ vai gáy thôi. Còn các buổi khác thì Kim Toàn sẽ làm cho những người bị đau lưng. Đúng không? Các bạn giữ tĩnh nhá. Nâng cao vai của mình lên. Nâng cao lên, đúng không? Hít thở tự nhiên bình thường. Đừng tập bằng quá nhiều sức.
chúng ta đang uốn cái cành cây của mình đấy, đang uốn cái cơ thể của mình, thì cố gắng làm sao vừa vừa thôi, đừng để nó đau quá. Nó đau nhưng mà đau ở trong cái ngưỡng mình cảm thấy rằng là sẽ chịu và thoải mái, chứ đừng để nó đau quá, mình không chịu được đúng không? Thật tĩnh nhá. Hướng sự chú ý vào ổ khớp vai. Theo thời gian thì cái vai của các bạn nó sẽ mỏng dần đi, nó mỏng dần đi. Đa phần chúng ta mà không tập luyện gì đấy trong một thời gian quá dài, dẫn tới là cái vai của chúng ta rất là dày. Mình phần thân trên của mình rất là dày. Nữ giới mà vai dày hơn cả nam giới, mà nam giới thì vai lù khù, trông nó già lua lắm, mà trông nó có cảm giác như là người già, già kiểu cũ ấy. Khi mà cái vai của các bạn to quá, nó không phải rộng ngang mà nó to, nó dày. Khi dày mà to như vậy thì trông các bạn già nua lắm, trông như kiểu những người cũ cũ ấy. Đồng thời là trông mình vất vả và lam lũ lắm, trông cảm thấy nó lam lũ kỳ luôn, cảm thấy nó giống như là mình nhọc nhằn quá, cuộc sống khó khăn quá, đúng không? Càng tĩnh càng tốt nhá. Trong cái lúc mà Kim Toàn đang vừa hướng dẫn vừa chia sẻ kiến thức thì âm lượng giọng nói của Kim Toàn sẽ bị méo dần đi. Tuy nhiên thì các bạn cũng đừng quá tập trung vào giọng nói của Kim Toàn nhé, mà tập trung vào các kiến thức mà Kim Toàn chia sẻ. Rồi dựng hai bàn chân của mình lên, nâng người lên, đè về thì cho dưới mình tiếp, cứ chậm rãi thôi. Rồi áp sấp cái vai của mình xuống, giữ càng tĩnh càng tốt nhé. Có động tác thì Kim Toàn sẽ di chuyển khá là nhanh, nhưng có động tác thì giữ nhiều thời gian một chút. Hít thở tự nhiên bình thường thôi, không vội vã gì cả, thật tĩnh, thật chậm rãi. Hít thở tự nhiên, bình thường, thả lỏng người ra, chậm rãi, thư giãn, đùng đỉnh. Đúng rồi, chậm rãi, thư giãn, đùng đỉnh. Rồi, giữ thẳng người ra. Tiếp tục rồi, khép hai gối lại. Đúng rồi, úp mu bàn chân. Rồi đan 10 con tay vào nhau. Tiếp tục nhá. Cố gắng này, uốn cong cái cột sống của mình về trước. Rồi bẻ cong cột sống của mình về trước, đồng thời đẩy cao tay của mình lên. Ban đầu chưa quen không sao nhé, cứ làm dần rồi sẽ quen. Cố gắng đẩy cao tay của mình lên một chút nữa, đẩy cao tay lên một chút nữa. Đúng rồi, tê càng tốt, hiệu quả sẽ càng cao. Chỉ có 30 phút một buổi tập thôi, đơn giản lắm, đúng không? Chúng ta có thể là tập được ở bất kỳ đâu, không nhất thiết là phải chuẩn bị cho mình cả một cái thời gian tập nó rất là phức tạp. Các bạn có thể tập ở cơ quan của mình, bật cái điện thoại lên, đúng không? Tập ở ngay cái sảnh cơ quan đấy, hoặc là chỉ đơn giản là tập ở ngay trên giường, cái giường ngủ của mình đấy. Buổi tối trước khi đi ngủ các bạn có thể tập được, hoặc là buổi sáng thì các bạn ra phòng khách tập. Còn trong trường hợp mà mình ngủ một mình thì tuyệt vời quá, đúng không? Mình bật cái điện thoại lên và bắt đầu mình tập theo. Còn khi mà các bạn tập rất là quen rồi thì có lẽ là các bạn cũng không cần phải bật cái mic của Kim Toàn hình nữa, mà các bạn hoàn toàn có thể nhìn cái hình và tập theo rất là đơn giản. Các bạn có thấy rằng là bây giờ các cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe chủ động mọi người chia sẻ rất là nhiều, đúng không? Nhiều vô cùng luôn, cực kỳ nhiều luôn nhá. Rồi đẩy cao tay lên, và trong cái quá trình tập đấy mà các bạn cảm thấy đau quá hoặc là khó quá thì các bạn cứ nhắn tin với Kim Toàn. Kim Toàn có những cái lớp tập rất là đơn giản, tập Zoom ấy với cô chú anh chị, và các bạn có thể được tập free một buổi hoặc là một số buổi để làm quen với cách tập luyện nhé. Thôi buông tay, rồi nghiêng người sang bên trái này, duỗi hai chân về trước, kéo ngửa các ngón chân vào lòng, rồi cố gắng nhé, rút dài cuộc sống của mình về trước, rút dài, rồi rút dài, khóa căng, tĩnh, cố gắng với dài cái cuộc sống của mình về trước. Dần dần rồi sẽ quen, không sao hết, cứ đùng đỉnh chậm rãi thôi, cứ làm nhiều rồi quen hết mà. Tĩnh nhá, chặt chẽ nhá, chắc nhá, tĩnh nhá, chặt chẽ và chắc, thật tĩnh, thật chặt chẽ và thật chắc. Giống như chúng ta xoa bóp đấy thì cũng phải bóp làm sao ghi xuống một cái, miết xuống một cái thì nó mới tác động vào da thịt của mình, nó mới có tác dụng, chúng ta mới cảm thấy nó dễ chịu và sung sướng nữa. Đó, thì khi tập cũng vậy, các bạn cũng phải làm sao nhỉ? Ghi, miết, chặt. Để làm sao nhỉ? Để cho da thịt mình nó mềm ra. Nó mềm như là thịt em bé, đúng không?
và các ổ khớp xương thì nó tách rời ra khỏi nhau. Cứ theo thời gian như vậy đấy, cái lượng máu huyết của mình nó lưu thông rất là mạnh mẽ, thì tự động nó phục hồi thôi. Cái bệnh đau vai gáy, khó ngủ, mất ngủ thực ra là bệnh vớ vẩn nhất, dễ chữa cực kỳ luôn. Chỉ cần tập luyện đúng cách là tự khỏi thôi, đúng không? Dễ cực kỳ luôn đấy. Thôi buông nhổm dày. Tiếp theo này, động tác tiếp theo nhá, tay đưa xa về sau, lưu ý là hai cái tay nó cao bằng nhau. Các bạn có để ý thấy rằng hai cái tay kim toàn cao bằng nhau không? Rồi các bạn móc hai ngón chân cái vào nhau, kéo ngửa bàn chân về phía lòng của mình, gập cái đầu nhìn ở bụng này đẩy cao lên. Đúng rồi, có thể một số cô chú anh chị bị đau cái cổ tay, mình là nữ giới chẳng hạn, hoặc là người lớn tuổi, các cô lớn tuổi đấy, thì thường nữ giới là hay đau cái cổ tay, thì cô chú anh chị có thể hạ cái cùi chỏ của mình xuống nhé. Có nghĩa là không chống bằng cái cổ tay nữa, chúng ta chống bằng cái cùi chỏ, hạ cẳng tay xuống chống bằng cùi chỏ đó. Hoặc là chúng ta nhọc quá mà không thể giữ được thì chúng ta cũng hạ cái cẳng tay xuống chống bằng cùi chỏ. Còn Kim Toàn thì cố gắng tập nó căng căng lên một chút để tăng cái năng lượng lên, đúng không? Tăng cao cái năng lượng lên một chút, giữ tĩnh nha, đúng không? Trong trường hợp cô chú anh chị nhọc quá cứ hạ xuống sớm không sao cả, nhưng theo thời gian thì cũng phải cố gắng đủ thời gian thì cái liệu trình mới có tác dụng, đúng không? Đủ buổi thì liệu trình mới có tác dụng. Tránh trường hợp là mình uống thuốc mình còn bỏ mứa mà uống thuốc còn quên, đúng không? Thì liệu trình tập luyện thì chúng ta quên được chuyện đương nhiên, đúng không? Nhưng chúng ta cố gắng làm đúng đủ chuẩn thì cái mà chúng ta nhận được rất là xứng đáng. Tránh cái trường hợp là mình phải đi viện chữa trị uống thuốc ấy, mệt mỏi lắm, mất công mất việc lại còn giữ cả bệnh mọi người nữa, rất là lãng phí và đáng tiếc, đúng không? Rồi hạ xuống tiếp tục nha. Đau cổ tay rồi đúng không? Co chút xíu rồi, co hai chân vào lòng thôi, thì lưỡi câu ngồi nhá. Duỗi dài cuộc sống của mình về trước rồi, gập sâu người xuống, đúng rồi. Có thể với dài tay về trước cũng được, làm tốt thì với thật dài tay về trước. Lưu ý nhá, quá trình tập rất là quan trọng. Nếu như có thể cô chú anh chị cố gắng giữ thật tĩnh và làm đúng như Kim Toàn chia sẻ, đúng không? Đặc biệt là thời gian giữ tĩnh động tác. Thời gian giữ tĩnh động tác chính là cái liều lượng. Liều lượng giống như là liều lượng mà cô chú anh chị uống thuốc ấy, đúng không? Bác sĩ kê đơn cho chúng ta thí dụ như là 500mg vitamin C. Mỗi ngày uống 500mg vitamin C và uống thông trong vòng một tuần thì sức đề kháng của chúng ta mới tăng lên được khoảng 200%. Có đúng không? Thì liều lượng là cái thời gian giữ tĩnh động tác cũng phải như vậy. Và thời gian giữ tĩnh động tác thì ở trong cái liệu trình này đấy, Kim Thuật đã duy trì tầm khoảng trên dưới 1 phút tùy từng động tác, rất là nhẹ nhàng, đúng không? Còn cái sức mà chúng ta tương tác vào động tác ấy thì tùy vào sức của chúng ta, sức của mỗi người, tùy vào tình trạng vấn đề sức khỏe hiện tại của chúng ta thì chúng ta hướng tới. Ví dụ như Kim Toàn rất là khỏe thì Kim Toàn có thể tập được hết biên độ động tác, tập 100% sức. Nhưng cô chú anh chị thì yếu một chút thì mình tập ít thôi, đúng không? Tập khoảng 30% sức, 40% sức thôi. Hoặc là mình có thể là tập 100% sức của mình nhưng mà so với Kim Toàn thì chỉ là bằng 30% sức thôi, có đúng không? Và cố gắng nhá, đừng làm cái gì đó nó phức tạp quá, nó khủ khoảng quá, nó sẽ không có tác dụng đâu. Rồi buông nhổm dậy, khoanh hai chân lại, đúng không? Đan tay, lắc lư cái lưng của mình, dễ không? Đúng rồi, cứ lắc lư nhẹ nhàng thôi, thật tĩnh nhá. Rất là dễ. Mỗi một buổi chỉ có khoảng 30 phút thôi, vô cùng dễ tập, bất kỳ ai cũng có thể làm được. Ở bất kỳ đâu, người nhiều tuổi cũng tập được, trẻ tuổi cũng tập được, các cụ cũng tập được. Trừ khi là bị nặng quá, không thể tập nổi nữa, nặng quá đấy, đau quá không thể chịu được phải đi viện đấy, thì tốt nhất cứ chữa đi. Hoặc là các bạn làm sao inbox nhắn cho Kim Toàn biết thì Kim Toàn bắt đầu mới đưa cái bài tập phù hợp nhất để giúp các bạn giải quyết được vấn đề nhá. Cái lắc lư nhá, rất là dễ thôi. Rồi, hai tay nâng ngang vai này, tiếp tục lắc lư tiếp, nâng cao tay lên, nâng cao cái tay mình lên, vượt vai của mình lên càng tốt, đúng rồi, cứ lắc lư thôi, chậm rãi thôi, không vội vàng gì cả.
nâng cao tay vai lên. Nâng cao tay của mình lên, mỏi cũng nâng cao lên. Nâng cao tay lên, hít thở tự nhiên bình thường. Đúng rồi, tiếp tục nhá. Đan 10 ngón tay vào. Rồi đẩy về sau này, đẩy. Tay thì đẩy về sau, ngực và bụng thì đẩy về trước. Đúng không? Cứ nhẹ nhàng đều đặn như vậy thôi. Cứ lặp đi lặp lại, hít thở bình thường. Nâng cao cái cánh tay và vai của mình lên. Đúng rồi. Không cần làm quá mạnh. Chỉ là để máu huyết nó lưu thông tốt hơn, da thịt mình nó mềm ra thôi. Đúng không? Thật tĩnh nhá. Đúng rồi. Các bạn thấy rằng là kiểm toán đủ cả cái bụng của mình về trước đúng không? Rồi, thôi buông tay. Rồi, xoay cổ nhá. Các bạn có thể xoay người về trước. Xoay cổ cùng Kim Toàn này. Trong trường hợp các bạn bị đau cái cổ của mình quá thì các bạn xoay vừa vừa thôi nhá. Chứ đừng xoay giống Kim Toàn nhá. Có thể chỉ lắc lư như này thôi, lắc nhẹ thôi. Lắc để cảm nhận xem cái cổ của mình nó đau thôi. Đúng không? Lắc nhẹ nhẹ thôi. Đúng không? Rồi lắc nhẹ thôi. Đó. Lắc nhẹ thôi. Đúng rồi. Nhẹ thôi nhá. Xoay tròn nhá, xoay nhẹ thôi. Đừng xoay rộng, xoay ít thôi. Chúng ta bị đau quá thì chúng ta xoay nhẹ nhẹ khẽ khẽ thôi. Không ai bắt mình xoay thật mạnh cả. Rồi đổi bên. Cứ xoay nhẹ nhẹ thôi. Chậm thôi, không quan trọng. 1-2 vòng cũng được. Đúng rồi. Thật tĩnh nhá. Xoay để máu huyết lưu thông tốt hơn. Thuốc và thực phẩm chức năng nó mới đưa được tới chứ những cái vị trí bị tổn thương. Chứ không phải xoay để đày đọa hay hành hạ chúng ta đâu. Cũng giống như các bạn đi bóp đau cổ hay gáy đấy. Phải bóp vào đó thì nó mới có tác dụng chứ. Có đúng không? Rồi. Thôi dừng lại. Bài tập đầu tiên thì kết thúc ở đây. Và để giúp các bạn học tập đạt được hiệu quả cao hơn, cũng như là sử dụng cái liệu trình chữa trị bệnh đau cổ vai gáy, khó ngủ, mất ngủ, rối loạn tiền đình, máu huyết tuần hoàn kém, thì các bạn có thể inbox nhắn tin với Kim Toàn, thì Kim Toàn có thể đưa các bạn vào cái lớp tập Zoom để các bạn trải nghiệm và để Kim Toàn có cơ hội chăm sóc bạn. Tất nhiên là không có phí nhá, không có phí. Ngoài ra thì Kim Toàn có bán những chiếc gối cao su, và những chiếc gối đó sẽ giúp được các bạn làm sao đặt được đúng cái đường cong sinh lý của các lỗ sống cổ, giúp các bạn có một cái giấc ngủ rất là ngon, rất là dễ chịu và rất là thoải mái. Thì các bạn có thể nhắn tin với Kim Toàn hoặc là trực tiếp inbox Kim Toàn ở trong cái bài tập này, hoặc đơn giản là chỉ là nhắn tin với Kim Toàn theo số điện thoại 0845679999, số điện thoại Zalo của Kim Toàn đó. Kim Toàn rất vui khi được kết nối cũng như là chăm sóc các bạn. Cảm ơn rất là nhiều và hẹn gặp lại ở video của lần tiếp theo nhé.